Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các đồng chí thường trực Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đại diện thường trực Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Năm 2023, cùng với ngành kiểm tra của cả nước, cấp ủy tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra giám sát. Nổi bật là đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa thành văn bản và lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng, quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc xã hội quan tâm để kiểm tra giám sát kết luận kịp thời. Trong năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã trực tiếp kiểm tra 1.121 tổ chức đảng và đảng viên, giám sát chuyên đề 883 tổ chức đảng và đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức đảng và 226 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 734 tổ chức đảng và đảng viên, giám sát 950 tổ chức đảng, đảng viên, qua đó đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 65 đảng viên. Trong đó có một số việc mới, việc khó, tính chất phức tạp, thời điểm xảy ra sự việc từ nhiều năm trước, có việc chưa có tiền lệ đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy triển khai thực hiện và hoàn thành có chất lượng. Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp được chú trọng, tăng cường. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, xử lý, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời. Kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm đối với cán bộ đảng viên vi phạm, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình. Sau xử lý kỷ luật, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã nhận thức đúng và chấp hành nghiêm quyết định của tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền, không có khiếu nại về kỷ luật đảng. Tình hình địa phương đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khẳng định những kết quả của ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh đạt được trong năm 2023 là sự tiếp nối thành công của những năm trước, đồng thời khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát với tư cách là một chức năng lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt kiểm tra đã có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng hơn, góp phần cảnh báo, răn đe, phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa các vi phạm ngay từ khi mới manh nha. Việc xử lý các trường hợp vi phạm vừa thể hiện tính nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn của Đảng. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã thể hiện rõ sự chủ động sâu sát quyết liệt trong tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cũng như nhanh chóng và chủ động trong tham mưu khắc phục các khuyết điểm hạn chế mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra sau kiểm tra. Kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa suy thoái và siết chặt kỷ luật kỷ cương trong Đảng. Về nhiệm vụ năm 2024, năm nước rút để hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 23. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, rà soát kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đối chiếu với các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và nghị quyết số 03 ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để có lộ trình giải pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó cần cụ thể hóa, rõ hơn trách nhiệm kiểm tra giám sát với từng mức cụ thể. Công tác kiểm tra giám sát phải tham dự chủ động tích cực hơn vào việc phát hiện những nút thắt, điểm nghẽn, rào cản về cơ chế chính sách để góp phần khắc phục các trì trệ yếu kém, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển. Nội dung đối tượng kiểm tra giám sát cần tập trung vào những nơi nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong xã hội,
nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, nhất là khi có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm trong lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín để ngăn chặn phòng ngừa từ sớm, từ xa, các sai phạm, đồng thời tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, trong đó chú trọng trau dồi bản lĩnh, tính chiến đấu, tinh thần tự học, tự rèn luyện của người làm kiểm tra. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nhất là việc thông báo công khai kết quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao tính giáo dục, răn đe, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với việc phát huy những kết quả thành tích đã đạt được trong năm 2023, bước sang năm 2024, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng bộ sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ hơn, tác động sâu rộng hơn, góp phần vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tăng sức đề kháng trong mỗi tổ chức Đảng và đảng viên. Thật sự là công cụ lãnh đạo thực hiện, đóng góp vào sự nghiệp chung đưa tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình năm 2022. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và nhiều tập thể cá nhân trong ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng.